Chào mừng quý vị khán giả đã đến với kênh ẩm thực Nấu Gì Ta. Các bạn ơi, hôm nay mình nấu chè khoai môn ăn ha. Khoai môn này là khoai môn bọc bột lọc. Ở trong nó là khoai môn nhưng mà ở ngoài mình áo một lớp bột năng nha. Thì nguyên liệu rất là đơn giản, gồm có khoai môn, nè, lá dứa, đường cát và bột năng. Và một nguyên liệu không thể thiếu trong nồi chè này, đó là một bịch nước cốt dừa nha. Nước cốt này là mình xay đậm đặc luôn nè. Đó, rất là ngon. Rồi khoai môn về thì mình gọt, mình rửa sạch rồi ha, thì mình cắt tùy thích các bạn nha, cắt to cắt nhỏ tùy thích. Ở đây là mình cắt khoảng 1 phân rưỡi nha, một phân rưỡi như vậy. Rồi mình xắt lại, mình xắt vuông lại đó, các bạn tùy thích, các bạn thích dày thích mỏng tùy thích nha. Rồi như vậy thì mình sẽ xắt lại thành một hình chữ nhật như thế này đó, chần lại. Chè này ăn rất là ngon các bạn ơi, khoai này dẻo quá trời luôn nè. Đó, sắc trở lại ha. Đó, các bạn nên để khoai sống như vậy thì các bạn nấu chè luôn, chứ các bạn đừng hấp trước hoặc là các bạn luộc trước thì nó mất cái mùi khoai, nó không ngon nữa. Rồi, tiếp tục mình cho một xíu xíu bột năng ha vào trong một ít nước, mình hòa tan ra. Rồi mình bắt lên, nước sôi lên, mình khuấy như thế này để mình lấy cái độ sệt của nước vậy đó, giống như là mình khuấy hồ loãng vậy đó các bạn, để mình áo cho khoai. Đó, như thế này thì mình sẽ rưới lên trên khoai, mình áo một lớp như thế này, nó sẽ có cái độ bám bột nhiều hơn là các bạn cho một ít nước lạnh nha. Có nhiều bạn thấy các bạn cho nước lạnh thì cái độ bám bột của nó vào trong cái khoai nó ít hơn. Các bạn làm như thế này giống như các bạn dán hồ bột vào trong cái miếng khoai vậy đó, nó rất là nhiều bột ha, rất là ngon. Thì cái nước thừa đó các bạn bỏ đi, rồi các bạn trộn bột khô vào. Đó, một lần bột thôi là nó bám rất là nhiều trên cái miếng khoai ha. Các bạn trộn đều, trộn bằng cách nào cũng được, miếng trộn đều là được. Rồi các bạn trộn đều rồi thì các bạn vũ cái bột thừa đi ha. Vũ cái bột thừa đi, các bạn lấy cái cục khoai thôi. Đó, các bạn lấy cái cục khoai thôi. Còn cái bột thừa để lại thì các bạn sẽ làm chân trâu, hoặc là các bạn vò viên giống, vò xe dài giống như mình cũng được ha. Mình cho nước sôi vào đây rồi mình nhồi. Mình cho lá dứa vào đây cho nó thơm nha. Đó, nước cốt lá dứa nè, nãy mình xay một đống luôn, có nhiều nước lá dứa nè, rất là thơm, đậm đặc lắm luôn á. Đó, nhồi, nhồi đều nó lại. Rồi mình xe, hay xe tròn hay xe dài, đó là tùy thích các bạn ha, kiểu nào cũng được. Bột nó dẻo như thế này rồi thì các bạn tạo hình kiểu gì nó cũng dễ hết trơn. Ở đây là mình sẽ xe dài. Hồi nãy cái cục khoai nó đã vuông rồi thì bây giờ mình làm dài. Đó, các bạn làm như vậy cho hết cái phần bột luôn ha. Cái chè này ăn nha. Rồi các bạn ví dụ như trong mấy ngày mùng 1 rằm rồi đó, các bạn nấu, các bạn cúng cũng được. Ở đây hồi Tết tới giờ là ta chia sẻ đồ ăn mặn rồi ha. Hôm nay mình chia sẻ chè đi. Rồi cho một chén đường vào đây, 100g đường, một ít muối và lá dứa, nấu sôi lên ha. Nấu trực tiếp đường với khoai luôn như thế này, không cần phải luộc khoai trước luôn. Các bạn cho hơi nhiều nước tí xíu, cái này mình cho hơi ít nước, một chút nữa mình phải cho thêm nữa đó, cái này hơi ít nước. Rồi. Đó, các bạn cho nấu đến khi nào mà các bạn thử cái viên khoai ha, thấy cái viên khoai dẻo mềm là được ha. Rồi tiếp tục cho cái cọng bột mà mình xe hồi nãy đó vào. Đó, các bạn nấu trực tiếp như thế này luôn thì một hồi cái độ sánh của bột năng nó ra như thế này là vừa luôn, không cần phải chế thêm bột năng nữa. Đó, rất là ngon, cái này chế nước cốt dừa vô nữa là vừa rồi, không có đặc mà không có loãng luôn. Đó, chế nước cốt dừa vào, cuối cùng thì chế nước cốt dừa vào ha. Khi bột và khoai nó đã chín hết rồi thì mình cho nước dừa vào là tắt lửa nha, mình tắt lửa. Rồi khi mà tắt lửa xong rồi thì là nồi chè mình đã xong nha. Đó, như vậy là đã hoàn thành một nồi chè rất là đơn giản, dễ nấu, dễ làm mà ngon lắm nha các bạn. Thôi chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại lần sau nha các bạn.